Sang đi qua có phần trình diễn của đoàn Phật tử chùa Từ Tâm huyện Chư Quyên. Thank you.
Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình. Nam mô Bồ Tát Quán Âm, chắp tay niệm Phật, trụ tâm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, chắp tay niệm Phật, tâm hoa cúng dường. Chắp tay niệm Phật mười phương, đạo vàng chân lý mở đường độ sanh. Đó cũng là mong ước của những mỗi người con Phật đến với Tam Bảo. Họ luôn mong ước những điều tốt đẹp nhất đến với mình. Và Phật giáo là nơi cứu cánh niết bàn, là chỗ dựa tâm linh cho tất cả chúng sanh. Nên người con Phật luôn mong cầu hồng ân chư Phật gia hộ cho được an lành. Đó cũng là mong muốn của tác giả Tuệ Nga đã viết nên những vần thơ hay như thế. Những vần thơ này đã được nhạc sĩ Quý Luân phổ thành nhạc. Và xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Chắp tay niệm Phật qua giọng hát của chị Diệu Thiện đến từ chùa Hải Quang, thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Phi vật thể như là hội Đâm Châu của người Gia Rai vân vân. Và đặc biệt những dân tộc này cũng có những điệu múa quanh đống lửa hồng rất được khách du lịch người nước ngoài ưa thích. Và hôm nay trên mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này, để quý vị hiểu hơn về văn hóa bản sắc dân tộc Tây Nguyên, xin mời quý vị cùng thưởng thức vũ điệu Chiều Lên Bản Thượng, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Dinh do gia đình Phật tử Kim Quang huyện Cờ Đông Năng biểu diễn. Xin hai quý vị cùng thưởng thức. Ah!
Nhớ mẹ trình thành chớ quá
quanh ta đồng nghiệp cũng cha hồn mùa nào nàng ơi có đời bồng đế cho chữa lần nhiều à. Thank you.
thưa quý vị, xuân đến rồi xuân đi, để lại bao hoài tưởng cho những người mơ ước đến cuộc đời mai sau. Thưa quý vị, mùa xuân luôn là một điệp khúc, thế nhưng mùa xuân luôn mới trong lòng mỗi chúng ta. Xuân đi để lại bao tiếc nuối, xuân đến mang theo bao ước vọng. Đó cũng là mong ước của nhạc sĩ Hoài An trong mỗi mùa xuân đến. Với giai điệu nhẹ nhàng và du dương, xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Câu Chuyện Đầu Năm có sự trình bày của giọng ca Quảng Tài đến từ chùa Hải Quang, thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Em đừng chờ với những dấu hứa,
chương trình, xin mời quý vị cùng thưởng thức phần biểu diễn của đoàn Phật tử chùa Từ Tông, trình diễn nhạc cụ dân tộc liên khúc chùa Tôi và lời Phật Quan Âm. Xin quý vị cùng thưởng thức.
thưa quý vị, liên tục chương trình, chúng con xin mời quý vị cùng thưởng thức một tiết mục múa có tựa đề Bồ Tát Khiêm Từ cho chùa Kim Quang, huyện Cà Đông Năng trình bày. Trước sau
thúc chương trình. Là một nửa, chúng con muốn đưa quý vị đến với đất nước Ấn Độ để thưởng thức thêm một làn vũ của Ấn Độ. Và kính thưa quý vị, đặc biệt chương trình này, những vũ công của chúng ta là những vũ công nhí đến từ trường mầm non Hoa Đào. Và xin mời quý vị cùng thưởng thức. Để rưới tan phiền não, đem lại nguồn nước mát cho chúng sanh và một nhành dương liệu để cứu độ quần sanh. Đối với người con Phật, Đức Quán Thế Âm luôn gần gũi như người mẹ hiền. Với hạnh nguyện từ bi vô bờ bến của Ngài, đã được Thượng Tọa Thích Từ Giang, Viện Chủ Linh Quang Tịnh Xá Quận Tư đúc kết thành những vần thơ hay và được nhạc sĩ Trúc Linh phổ thành nhạc. Để hiểu rõ hơn hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Mẹ Từ Bi qua giọng hát của bé Tường Vi, đoàn Phật tử chùa Từ Tâm, huyện Chư Quynh, trên bàn.
Xin mời quý vị cùng thưởng thức một điệu múa được trình diễn bởi gia đình Phật Kiều Linh Thứ.
một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Linh với tựa đề Chùa Tôi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Sĩ Hoài An nhạc phẩm Tình Lúa Duyên Trăng qua phần biểu diễn của Đôi Song Ca Tiến Tài và Diệu Thiện đến từ chùa Hải Quang, thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Quê hương ta đã xưa ôm theo những dòng
đêm hôm nay ánh trăng tắm màu ngàn đẹp người bạn sáng. Trăng thanh ơi, chứng cho những lời thề chọn đời ta chưa tìm thấy. Quê hương ơi, chúng ta sẽ là mong tròn đời tươi sáng. Con đôi mái nghèo làm đồn thanh xóm làng. Năm tới xin mời quý vị cùng thưởng thức vũ điệu Mùa Xuân Trên Bản Mèo, một sáng tác của Vi Nhân do gia đình Phật tử Kim Quang, huyện Cà Rông Năng biểu diễn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
quý vị cùng thưởng thức tiểu phẩm Những đứa con lầm lỗi được biểu diễn bởi đoàn Phật tử chùa Từ Tâm huyện Chư Quynh. Mời quý vị cùng thưởng thức. Thời gian của tôi vàng cứ phải rảnh rỗi như chúng nó bảo mãi rồi cũng nghe nhờ lúc này nằm tí đâu cày đợi nó mới lên hương. Làm gì thì làm cũng phải có tí thuốc. Trời ơi bác cả, thế bác bảo là bỏ thuốc đi. Trời ơi, bác bảo là bỏ thuốc rồi răng vàng hết rồi kìa. Gương nữa, thế mày tưởng bỏ thuốc dễ. Bỏ vợ tao bỏ được, bỏ thuốc quá đúng không? Mày, thế em nói bác nhé, thế bác bảo bỏ ra đây. Thế tại làm sao mẹ có mất hai đứa mình? Thế bác hai đâu? Tao tổ con hai là những 7 giờ phải có mặt. Thế mà giờ này nhá, 7 giờ 3 phút còn chưa thấy nó đâm cái mặt ra. Chứ cơ mày. Ú chọc chàng quá. Nó già, nó cồm, nó đi chọc chàng tí, nó chửi quang khổ. Ú đến rồi. 7, 8 giờ đầu đầu, cái gì già lắm, khổ. Ngồi đây. Ú tao ngồi cái nào. Đây đây, đây đây, cái chỗ này. Ú đi được gì chứ, đu vào bà con, không chịu được. Giờ U đến rồi đó hả? À, con chào U. Chào U. Vâng. Là tình hình con báo với U là này. Tôi bổ mày sang một gia đình. Bác là bác cả để bác bổ nhờ mày. Thì bác chậm chạp quá em đón lời bác đó chứ. Dạ con bấm U. À, hôm nay con bổ con hai nó rước U sang đây. Trước là anh em chúng con là họp gia đình. Sau rồi anh em chúng con bàn bạc để mà tiện mà báo hiếu U tuổi già, chăm sóc U, báo hiếu U à. Nhất U, vâng, nhất U nhá. Thế U ngồi anh em con bàn chuyện với U nhá. Nhất U, còn hai con út nhất mày ngồi sát vào. Bác già rồi, tổ nhỏ nhỏ mày cũng nghe thấy đâu. Thì nhất U đi nhau nhá. Thế chả nhà ai được như nhà mình. Anh em lại quyết nhau thành bao hiếu. Nhất U rồi U à. Nhớ. Úi giời, một thối hết rồi cái kìa. Bỏ đi. Bác này bảo về đi. Thế bây giờ là bác tình hình thế nào. Bác bảo với em đến đây thì chăm sóc uống thế nào. Thì bác cứ nói để bác cứ liệu thì... Rồi nhá. Bây giờ thì đầy đủ rồi. Nghe chưa. Bác rồi bác cả. Bác tính thế này. U á thì có một mà anh em ta thì những có ba đứa. Đúng. Chứ là một năm là 12 tháng chúng ta chia nhau ra mà lũ U. Bao nhiêu U. Mà tôi bảo là như mọi năm ấy là không ổn. Cứ lôi mà từng tháng chia nhau ra thế là chả ổn. Đúng. Bây giờ phải tính khác. Nghe chưa. À bác ấy như cái lầm lộn ở bên bác ấy những 31 ngày chuyển sang con hai mỗi co 29 ngày ước có phải tiền cho bác những 2 ngày chúng mày có tính cho bác chưa. Bây giờ đấy nhá, cái đoạn này em mới nghĩ rằng cái lầm lộ đấy cũng là cái lầm lộ. Bác chia cho em vào cái tháng tư mà tháng tư lúc là lại nhớ 2 tháng tư đấy. Em mà không tỉnh táo mà bút sách ra cô phải là lỗ cho em rõ cả tháng giờ trời. Thế em sang em giả U cho bác. Bác lại bảo là mày không bốc lịch. Thế sao hai bác lại bốc lịch nhanh thế hả? Rồi sao? Kinh thật đấy. Con này, tao bổ mày nghe ấy. U nuôi mày là cả đời U chả tính toán. Thế mày nuôi U có những một tháng mày tính. Thế mày giỏi nhảy con nhảy. Giờ là nhá, cả tháng rời đấy bác ạ. Chứ không phải 2 ngày như bác nhá. 2 ngày bác cần tính mà. Thế ta cả tháng rời. Không biết em bảo bác như vậy. Bây giờ con yeah. Sao mà đối chối vậy vậy. Ý bác bảo làm sao bây giờ chăm nuôi. Chăm thế nào. Bây giờ đầy đủ rồi. Thì thôi chúng ta bàn bạc cho nó cụ thể. Đúng. Thế bây giờ 15, 12 tháng chúng ta chia nhau ra. Thế là mỗi đứa nuôi U 4 tháng thế là đủ đúng không? Đúng rồi. Đấy, bây giờ bác là bác cả thì dĩ nhiên bác là phải nuôi trước đúng không? Bác nuôi là tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 rồi là bác chuyển sang con hai. Chuyển sang em luôn. Chứ còn để mà mình gì chứ. Tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 toàn là tháng nắng. Bác tính toán là nào mà bác nghĩ anh em tháng nắng. Bác thấy không? Nắng nhiệt độ nó từ 34 đến 36 độ. Em thật với bác, nhà em cái quạt không nhấm quạt.
tiền bạc em đoạn này em mới là quan trọng. Thế ta tính đưa em vào cái tháng nào đây? Chả phải con út nơ tháng 7, tháng 8 thì nó chuyển về tháng 9 chứ còn. Ôi trời ơi, thế là mấy cái tháng đầu em ôm trộn à? Trời ơi, thế thì ta bắt tính làm sao? Tháng 9 rồi lại tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, thế rõ là 5 tháng à? Bắt tính toán kiểu gì thế hả bác? Ôi trời ơi, chết em, bác ơi, bác đi tính lại đi nhá. Trời ơi, con này nó tính rồi anh này, gấp hồ cho nó ăn học thiên lớp mẫu giáo, cô chết rồi mày không biết tính hả con? Tháng 9 rồi lại tháng 9, rõ là một năm cả hai tháng 9 rồi con. Gấp con lại này, thế các bác đã phải vớ phải quả nhận lắm chưa? Đấy, đây vớ phải mấy quả nhận đây khiếp lắm rồi nhá. Đã lượt lại con vào tháng đông, mà tháng đông là giờ với lại trả dép. Thế mùng mà lấy con chữ, thế chả vật mặt tôi ra từng người không mấy tháng trời làm việc nào. Úi dồi ôi, cái bác khéo nhỉ. Thế bác thắng lắm, ôm trọn cả một cái tháng ấm áp, thế còn ai bằng bác đấy. Đây ta bổ hút nghe thôi, bác nghe em bổ như vậy này, em nói thật bác gái nó dở dời u mình ấy, đi tước nhẹ theo không bỏ sao, chuyển sang tiêu chảy cấp. Em thật bác, hai cái nhà bác chả là cái nghĩa địa gì. Thế bác tính lại chị em thì em nhờ. Thế nói tóm lại, bác cả ôm trọn cả một mùa xuân tươi thắm. Thế bác tính kiểu gì thế? Bác này hay là bác lão làng rồi là bác tính người toán khéo nghề? Trời ơi, đau để quá đi. Đây nhá, thế em tính bác như thế này thế nhá. Cái làm lộ, hôm lộ u sang nhà em có vài hôm ấy, thấy mà cái lọ thuốc hoa của thằng bé con em bằng thằng này bù hút có hai nữa, đi toi mấy mươi nghìn của em đấy, mà em có tính đâu đấy, cái tính của em nó thảo thế đó. Trời ơi, chúng mày đáo để quá. Bây giờ thế này nhá, tao là tao bảo là con hai đưa u sang đây thì bây giờ là đưa u ra đây hiểu biết nhá, cứ cãi nhau lằng nhằng mãi thế này không ổn. Mời u ra đây để u biểu quyết xem ở mới đứa nào trước, ở mới đứa nào sau. Thì thôi, con hai, con mày mơ ra đây. Ôi, ô, u đâu rồi? Ôi, u đâu rồi? Ôi, ra cho chúng con báo hiếu. Ô, u ơi, u ở đây u đâu rồi? Ừ, ở đây sao? Các bạn họp gia đình, thế ta chửa bằng tính cho đã đi đâu không? Này, rõ là khổ. Bác bố mình nghe, u mình là giỏi lắm. Cứ nghe tháng đông, tháng lạnh, thế là u tưởng là phải chuyển sang cái nhà mày. Thế mày về mà lo mà đón u đi, gớ thằng nghe chưa? Thế sao lại sao nghe? Thì là tháng tháng đông ấy, tháng đông ấy mà. Ôi giời, ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, ôi trời ơi, ôi nhầm trời, là đông trắng lắm cơ mà, khổ thân tôi. Ôi, ôi trời ơi, ôi trời ơi. Trời ạ, con hai, tâm tổ mình nghe. Mày về mà có chừng con hai, út đi mà nó đưa u lại đẩy sang mày lại, bác bổ này, bác bổ gớm, bác bổ này, đến tháng nhà mày nhá, mày nuôi xong mà đến ngày mùng một mày chuyển sang bác thì mày nuôi bốt lốt giùm bác đầu tháng, là nuôi cả buổi sáng đi, đầu giờ chiều hắn mang sang gớm, đưa u sang đầu giờ chiều sáng xuống quẩy bác. Thôi mày về đi, bác còn phải đi cắt cỏ bỏ gớm, làm chi tốn nhau như thời gian. Em bảo cho bác nghe nhé, loại gừng già nó gừng càng cay, bác già bác khôn quá chứ. Tôi lại nhà đời đẻ bác già trước chúng mày sao sang mà mặt được, tôi đi cắt cỏ bỏ. Thank you.
Ai về bà đi đâu mà đêm hôm khuya gắt vậy? Tôi á ông, chẳng giống gì ông. Tôi có hoàn cảnh tôi nó buồn lắm ông à. Tôi nuôi con tôi, một đàn con, tôi không tính ngày tính tháng. Vậy mà bây giờ chúng nuôi tôi, nó tính tháng tính ngày. Tôi già rồi, không làm gì giúp được cho chúng nữa. Chỉ gây phiền toái khi mình ở với chúng tôi, nên tôi lặng lẽ bỏ đi ông ơi. Tôi đi mà tôi cũng không biết đi đâu bây giờ. Thế còn ông làm gì ở đây? Tôi à, tôi có khác gì bà đâu. Tôi nuôi con từ nhỏ tới lớn, vợ tôi mất sớm. Tôi nuôi con lấy vợ gả chồng. Tôi giờ trí nhớ nó kém, bệnh liên miên. Con tôi đưa tôi tới bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán nó có khả năng là bệnh lao. Hắn được gửi vị chiếu với mây đồng bạc, nằm ở dưới cầu thang chờ hắn. Đêm hôm anh đi, tôi nhớ con, nhớ cháu lắm. Ông ơi, tôi cũng không ngờ là đến khi tuổi già như tôi với ông mà còn bệnh hồ em thế này. Người già leo đơn, không nhà không cửa mà. Bây giờ tôi kiếm ăn được rồi, để tao tự tự xử với cho tao. Nè, bây giờ mình đi cùng đi xin ăn hả ông? Vâng. Tôi gọi mình đi đi ông ơi. Hy vọng sau hết quãng đời còn có bà. Vô mảnh rồi, vô mảnh rồi. Người nhà neo đơn kệ, chờ nhỡ kiếm anh được. Vô mảnh. Má, trời ơi ba má, sao đêm hôm khuya quá rồi mà giờ còn lang thang ở đây? Chúng tôi ấy à, chúng tôi buồn con cháu chúng tôi nên chúng tôi cùng nhau đi xin ăn. Thế vô mắn rồi, xin ăn vô mắn rồi. Trời ơi, chú là ai vậy? Trời ba má, sao mà con cái ba má đâu mà sao sao bất hiếu quá để cho ba má như vậy? Ba má, sao mà nhìn tội quá, con thấy ba má con thấy tội quá. Anh mà ai thế? Con hả? Con nói thiệt với ba má nha, ba má mới tới mình không biết con là ai. Con á là một thằng mà quản lý khu vực này. Ba má về một nơi con gom về một chỗ cho nó vui luôn nha. Ba má về với con thay con của ba má chăm sóc bà má luôn nha. Nhưng mà chúng tôi giờ già rồi trắng làm gì ra được. Anh chúng tôi là cái nặng thôi. Con thương ba má, cần ba má làm gì đâu trời. Đưa ba má về chăm sóc thôi nha. Con gom ba má về gầm cầu mà sống nó có giống như nhà lầu á. Nhà lầu ba. Ba yên tâm, về với con nha. Tư, đưa ba má về em. May quá gặp người tốt. Ông ơi, gặp được hai chú này tốt quá. Đúng rồi, người tốt quá, người tốt. Tốt cả nó nhìn vậy á, nó lé vậy mà nó tốt lắm, nó tốt lắm. Tư, đưa ba má về em. Đó, đi về với con đưa ba má về chăm sóc luôn nha. Đó trời ơi, mấy vụ này kiếm tiền được nữa ông gần rồi đó. Đó, ba má về với con. Về gầm cầu mà nó giống như nhà lầu mát mày á. Ba má, ba má về đây với con lấy ghế cho ba má nha. Đó, con chăm sóc ba má luôn nha. Ngồi vậy đó con.
tèo tí triệt miệng. Nói đến tử bà đi ăn bóp cho cha mẹ. Quà bóp tay bóp chân chăm sóc bà má đi. Tèo anh mày nè. Ra đây anh nói này mày. Ông tèo. Dậy nè. Tao nói mày nghe nha. Hôm nay tao đưa ông bà già này về. Mày thay anh bà chăm sóc ông bà già này nha. Tao nói là mày kiếm cái góc chỗ kia kìa nha, góc chỗ đó mày cho ông bà già ngủ. Sao mày kiếm cái gì cho ông bà già ăn? Kiếm cái gì ngon ngon giống như ổn mày không hả mày? Mua ổn mày không hả? Ngon hả? Cho ông bà già ăn sáng mày phát hài nấu lắm. Ra góc tục điện kìa ha. Để ông bà già kiếm tiền. Già như vậy người ta thương cho nhiều tiền lắm. Chiều về mình gom thu tiền mày giao nộp cho anh bà nha. Cha xu má cháu. Để anh bà có quản lý mày chứ nha. Tao với anh Tư đi ra kia có gì một chút. Mày nhớ chăm sóc bà má nha. Mày nhớ chứ Tèo. Mày biết anh bà nha chứ. Vô đi Tèo. Tư. Ba tiểu bà. Bà mẹ là em tôi mình. Nói vậy là gì? Vậy mày. Dạ dạ. Dạ dạ Tèo. Tao dạ có Tèo. Có tiền. Thôi để đó tao xử nha. Má, con bây giờ con với anh Tư đi có việc một chút. Ba má thấy không? Ở đây gầm cầu mà thấy giống nhà lầu quần mát mày không? Ở dưới nước kìa. Ở trên xe nó chạy rần 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 hết trơn. Ba má thấy không? Vui không? Sướng quá, sướng quá. Con với anh Tư đi ra kia có việc một chút. Ba má giờ ở đây nha. Có đàn em của con chăm sóc ba má nha. Con nói ba má không được đi đâu hết nha. Đi ra đây lang thang bọn xì kè nó rất là nhiều. Nó mà thấy ba má có tiền cổ ba má về là coi như đời ba má xong luôn nha. Mà ba má có cái gì cất á, là cất cho kỹ. Ôi mà thôi, ba má có tiền đưa đây con cất cho. Con là thằng ba này mà có cất á, không có cái gì hết, mất hết đấy. Ba má có tiền. Bà già có tiền nha. Vô mánh. Má mày má cất cái đồ mà nó kỹ quá. Má lấy lòng quá má. À, con thấy bà má 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 thiệt là sáng suốt. Con cất vô đây nha. Má nhớ nha. Ờ, con rất là chắc chắn má. Ok má đừng có lo. Con bà già còn tiền nha. Đó má cứ đưa con thằng ba này mà cất. Không có đi đâu hết á. Vô túi còn hết. Má cất tiền kỹ quá. Má lận lưng quần vậy sao má. Má lâu quá má ơi. Ở trong cái rột tịch này má gói kỹ lắm còn. Má tiền má gói cả như vậy. Không biết mấy lớp người ta đói vô túi thằng ba này không đi đâu hết. Má nhà yên tâm. Vô đây con cất cho má yên tâm này. Nha. Ba. Còn ba sao? Mấy ngày lang thang con đi kiếm ăn mấy con mấy đồng bạc nó mất mất trời lại nồi. Đó con nói ba má mà bọn xì ke nó nhiều lắm. Con tính con bây giờ con ba còn gì không? À, nhẫn cưới vàng vàng. Đó trời vàng hả? Đó nhẫn cưới cũng như công cưới vô tại thằng ba này không đi đâu hết đó. Đó con cất bên túi bên này nha ba nha. Rồi ok ba nha. Ở nhà thằng em con chăm sóc con nhân tư đi nha. Bye bye. Tư đây mày. Con chào ông bà. Ông bà đi đâu mà gặp thằng cha ba sẽ đưa ông bà đến đây? Ông bà đi chơi với anh cháu rồi. Với cháu. Tại sao cháu này ở đây? Ông bà đi xin ăn để gặp được các chú này tốt lắm. Đưa ông bà về nuôi đấy. Các chú là tốt lắm. Trời ơi, ông bà bị lừa rồi. Ông không tốt đâu. Thì con nè, từ nhỏ đã bị ba mẹ bỏ rơi chứ nhìn mặt ba mẹ lần nào. Đã bị bọn này lừa về đây để đi ăn xin kiếm tiền cho ổng đấy ông bà ơi. Ông bị lừa, ông ơi bị lừa. Tụi con lại không kiếm tiền cho ổng đấy. Con mà tụi con mà bỏ trốn ấy thì ông nhốt lại, ông không cho ăn gì hết ạ. Nhân quý của tôi bảo. Thì tôi bảo là ông ạ.
Mà thôi, giờ ông bà lợi đến đây rồi, tụi con sẽ cố kiếm tiền để nuôi ông bà. Để Tết này, tụi con và ông bà ăn một cái Tết thật vui ạ. Dạ. Mà thôi, giờ nãy giờ nói khỏi nói chuyện mà quên mất, giờ ông bà đi theo con để đi ăn xin kiếm tiền cho tụi nó thôi. Thì tụi nó về tụi nó đánh đấy ông bà. Dạ. À, bây giờ đi chi tiết mà con. Nhốt hết lũ này lại, không cho em uống gì nghe chưa?
như vậy. Mày vậy đời tao hả mày? Nè con kia, mày biết đây là lãnh địa của ai không? Lãnh địa của ai tôi không cần quan tâm. Nhưng các người thật sự quá đáng khi áp bức người già và ăn hiếp chị em. Các người sẽ gặp quả báo đấy. Quả báo hả? Báo xử nó ra rồi. Dạ em xử nè. Các anh là những người đàn ông phải bà mẹ tụi mày. Tại sao không làm để biết mình tiền mà bất lương tâm như vậy? Sống nhất vào những đồng tiền xương máu của khác mà vẫn có thể sống tốt được à? Không thấy họ đáng thương hay sao? Chắc đi là không ai nhá. Đẹp mà, đẹp xử mà. Rất quá. Sao nó ra đâu? Đẹp mà, đẹp xử mà. Nó chưa biết ngồi lỗi hạn ba. Con nó muốn đi chầu trời, ăn chầu dương dương ăn cái sẵn rồi. Mẹ tụi mày, sống còn muốn chết. Mày múa gì vậy Tân? Dạ anh ba, để em làm món món bánh lông quá vàng nó chết chè nó đi. Được anh. Ông và bà tên gì? Ở đâu? Chú Vân Trân ở đây bà. Tôi là tên là Đào Thị Mạng, tôi ở huyện Chư Quyên. Thôi được rồi, các cụ hãy cùng tôi đi về. Chúng tôi liên hệ với người thân để đón các cụ về. Con bé cho cô Út để đón mẹ về rồi. Bà đợi một tí đi, chắc cô Út sắp đến rồi đó. Lắm không ăn gì. Không biết là Út mình ở đâu. Tha cho con.
cùng về là các con các cháu của cô, còn của ông thì đi về với chúng tôi để chúng tôi liên hệ người thân để đón người của ông rồi.
con thành tâm cảm niệm chư tôn đức đã quan lâm chứng minh tham dự chương trình văn nghệ tối hôm nay. Chân thành cảm ơn các thành viên trong ban văn nghệ đã mang lời ca tiếng hát. Cảm ơn dàn nhạc Đức Phong đã góp phần làm cho chương trình văn nghệ được thành công tốt đẹp. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị, cầu chúc một mùa xuân an lành, hạnh phúc và sống an lạc trong ánh hào quang của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Xin thân ái và chào tạm biệt.